hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được bảo tiếng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Tại Olympic Tokyo, có rất nhiều những giấc mơ đã trở thành hiện thực. Và trong đó có những giấc mơ tuổi đôi 10 của những vận động viên tài năng của thể thao Việt Nam. Chúng ta có 18 vận động viên tham gia tranh tài và hơn một nửa trong số này lần đầu tiên tham dự Thế vận hội. Chỉ có 4 cái tên từng tham dự các kỳ Olympic trước đây. Đó là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người tham dự 3 kỳ Olympic và có cho mình một tấm huy chương vàng cũng như một tấm huy chương bạc môn bắn súng. Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã có tới 4 lần liên tiếp tham dự Thế vận hội. Một thành tích vô cùng ấn tượng cho thấy sự bền bỉ của anh. Và với Thạch Kim Tuấn và Nguyễn Thị Ánh Viên, đây là lần thứ 2 những vận động viên tài năng này tranh tài tại Thế vận hội. 14 cái tên còn lại đều có lần đầu tiên trải qua cảm giác thi đấu ở Olympic sẽ là như thế nào, so tài với các đối thủ hàng đầu thế giới, thử thách và khó khăn ra sao. Và lần đầu tiên thì không bao giờ là dễ dàng cả. Hãy bắt đầu với cô em út của đoàn thể thao Việt Nam, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, người năm nay mới tròn 20 tuổi và ngay ở vòng đấu đầu tiên của môn bắn cung so tài với đối thủ dày dạn kinh nghiệm của chủ nhà Nhật Bản Hayakawa, người từng giành tấm huy chương đồng tại Thế vận hội. Những ai theo dõi màn so tài của Ánh Nguyệt thì hẳn cảm nhận được sự hồi hộp của môn thể thao này. Hòa với cung thủ người Nhật Bản Ren Hayakawa 5 đều sau 5 hiệp, Đỗ Thị Ánh Nguyệt bước vào loạt shoot-off. Mỗi cung thủ chỉ bắn một tên duy nhất xác định thắng thua. Và đây thực sự là một thử thách tâm lý với cung thủ lần đầu tiên tham dự Olympic như Ánh Nguyệt. Màn hình hiển thị nhịp tim cho thấy Ánh Nguyệt có nhịp tim lên đến 157 nhịp mỗi phút, cao nhất từ đầu trận. Chứng minh một điều, Ánh Nguyệt tỏ ra căng thẳng và hồi hộp đến như thế nào ở loạt bắn quyết định, thua đối thủ Hayakawa một điểm. Để so sánh, nhịp tim của Hayakawa là 139 vào thời điểm cô buông tay khỏi mũi tên cuối cùng, cũng là nhịp tim cao nhất từ đầu trận. Công nghệ đo nhịp tim được áp dụng trong quá trình chuẩn bị của nhiều đội tuyển bắn cung. Đáng tiếc là các cung thủ Việt Nam thường tập luyện chay nên khó điều chỉnh được tâm lý trong khi thi đấu chính thức, đặc biệt là đấu trường lớn như Olympic. Chúng ta đều hiểu rằng Thế vận hội là sân chơi của những vận động viên hàng đầu thế giới, rất mạnh và rất đẳng cấp. Các vận động viên của chúng ta lại càng hiểu hơn điều này. Phải làm thế nào để cuộc tranh tài này có một cái kết đẹp nhất, cho dù tấm huy chương có thể là còn xa vời. 1 kg trong cử tạ, 1 điểm trong môn cầu lông, hay chỉ là 1% giây ở môn bơi, tất cả đều giá trị và đáng tự hào. Nguyễn Thùy Linh, tay vợt đã để lại những dấu ấn đậm nét ở môn cầu lông, đã cho thấy mình đã chuẩn bị kỹ như thế nào cho giấc mơ tham dự Olympic. Lần đầu tiên tham dự Thế vận hội và có được 2 chiến thắng khi trở về. 2 chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa và giá trị hơn khi mà những đối thủ của Thùy Linh là những người xếp trên cô trên bảng xếp hạng thế giới. Hãy xem cái cách mà Nguyễn Thùy Linh, hạng 49 thế giới, vượt qua những đối thủ này một cách thuyết phục như thế nào. Đầu tiên là Quy Soufey, tay vợt người Pháp hạng 39 thế giới. Thùy Linh chỉ mất có 34 phút thôi để có chiến thắng sau 2 xét đấu với cùng tỷ số là 21-13. Một trận đấu vượt trội hoàn toàn của tay vợt Việt Nam. Đó là trận đấu đầu tiên của Thùy Linh trong một kỳ Thế vận hội và cô đã có chiến thắng một cách ngọt ngào. Thùy Linh cũng đã thắng một tay vợt khác có thứ hạng cao hơn mình là Sabina Jacque, hạng 46 thế giới, chỉ sau có 33 phút tranh tài mà thôi. 2 chiến thắng của Nguyễn Thùy Linh là không đủ để giúp cô giành quyền đi tiếp, bởi ở bảng đấu này còn có tay vợt số 1 thế giới Tai Yujing, người cũng chính là thần tượng của Thùy Linh ở môn cầu lông. Đây cũng chính là thước đo chuẩn xác nhất để xem chúng ta đang ở đâu trên hành trình thu hẹp những cách biệt với những vận động viên hàng đầu trên thế giới. Và Thùy Linh đã cho thấy cô đến Tokyo không chỉ để chụp bức ảnh này với thần tượng của mình, bởi trước đó thì Tai Yujing đã phải trải qua một trận đấu vất vả thực sự. Trước tay vợt số 1 thế giới Tai Yujing, Nguyễn Thùy Linh đã có một set đấu dù thua, nhưng có lẽ là chất lượng nhất từ trước tới nay. Thời điểm đáng chú ý nhất là khi Thùy Linh dẫn trước Tai Yujing 16-14. Thùy Linh cách chiến thắng 5 điểm, trong khi Tai Yujing phải cần đến 7 điểm. Vậy mà đương kim số 1 thế giới đã làm được điều đó, khi thắng luôn 7 điểm liên tiếp. Ngay sau khi dẫn đối thủ 2 điểm, Thùy Linh ngay lập tức giao cầu hỏng, mở ra cơ hội cho Tai Yujing lật ngược thế trận. Pha mắc lỗi giao cầu này có phần khiến Thùy Linh bị tâm lý. Những pha sang cầu của Thùy Linh sau đó thiếu đi một chút chuẩn xác, tạo điều kiện để Tai Yujing liên tiếp có những pha đập cầu ăn điểm. Điều này trái với những pha cầu chắt chiu cẩn thận của Thùy Linh ở thời điểm đầu set 1.
sau khi em đánh xong với tay vợt số 1 thế giới thì em nghĩ rằng là mình hoàn toàn có khả năng có thể đánh được với họ, chứ mình cũng không quá thua quá xa họ, và em nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình cố gắng tập luyện hơn nữa. Và sau khi trải nghiệm Olympic theo cách ấn tượng nhất thì cũng là lúc chúng tôi đặt ra câu hỏi: Thùy Linh đã mơ về Olympic như thế nào và đã chuẩn bị như thế nào cho mục tiêu này? Ước mơ đến với Olympic của em là khi mà em xem đàn chị của mình thi đấu tại Olympic 2016, và sau đó thì em có một cái ước mơ rằng là em sẽ được đặt chân tới Olympic tiếp theo. Đó là giấc mơ của Nguyễn Thùy Linh, một giấc mơ được ấp ủ sau khi chứng kiến đàn chị là Vũ Thị Trang tranh tài tại Olympic Rio cách đây 5 năm. Đó cũng có thể là giấc mơ mà không ít các vận động viên trẻ khác của thể thao Việt Nam, những người đã theo dõi Thùy Linh hay nhiều đàn anh đàn chị khác thi đấu tại Olympic Tokyo lần này. Và chỉ sau đây vài năm thôi, chính những vận động viên này sẽ góp mặt ở Thế vận hội. Chúng ta tới Thế vận hội so tài với những vận động viên hàng đầu thế giới. Nhưng trước khi nghĩ tới việc giành chiến thắng trước họ và tạo ra những bất ngờ, thì chiến thắng chính mình là điều quan trọng nhất. Tại vòng loại nội dung 800m, Huy Hoàng cán đích ở vị trí thứ 2 trong lượt bơi của mình. Nhìn tổng thể, thành tích 7 phút 54 giây 16 của Huy Hoàng chỉ xếp 20 trên 33 vận động viên, không đạt chuẩn để vượt qua vòng loại. Nhìn vào những thống kê, Huy Hoàng đã thể hiện tốt hơn so với giải vô địch quốc gia tháng 10 năm ngoái, nhưng anh vẫn còn một khoảng cách rất xa so với kỷ lục cá nhân của bản thân. Kình ngư 23 tuổi đặt niềm tin lớn trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội. Và năm sau thì cơ hội của em thì lại càng mở ra, tại vì các đối thủ của em thì lớn càng lớn tuổi, còn độ tuổi của em thì bắt đầu càng lên càng chín muồi. Cái họ đạt phong độ cực cao thì nó dễ hơn em, nó dễ hơn nữa. Thực tế là Olympic lùi lại, các đối thủ lớn thêm một tuổi, nhưng kết quả vẫn duy trì ở mức ổn định. Còn Huy Hoàng đã không thể làm tốt nhất trong khả năng của chính mình. Cử tạ vốn luôn là niềm hy vọng giành huy chương của thể thao Việt Nam. Đối với lực sĩ Thạch Kim Tuấn, thêm một lần nữa, hy vọng trở thành thất vọng sau màn trình diễn tại đấu trường Thế vận hội. Nếu đúng khả năng thì tấm huy chương đồng với thành tích 294 kg là hoàn toàn trong khả năng. Đối với Thạch Kim Tuấn, sức ép tâm lý là vấn đề còn lớn hơn so với trọng lượng của Thạ. Hoàng Thị Duyên là niềm hy vọng lớn của thể thao Việt Nam trong việc giành huy chương. Như ở kỳ Thế vận hội đầu tiên, Duyên đã thất bại khi chỉ nâng được tổng cử 208 kg. Thành tích này kém xa so với thành tích gần nhất tại giải châu Á tháng 4 năm 2021 là 216 kg. Trong khi đó, thành tích tổng cử để giành tấm huy chương đồng tại Olympic Tokyo cũng chỉ là 214 kg. Hoàng Thị Duyên và nhiều cái tên trẻ trung khác của thể thao Việt Nam sẽ hẹn gặp lại ở Paris 2024, và những sự khổ luyện sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ, bởi chỉ còn 3 năm nữa thôi, vòng quay của Thế vận hội sẽ trở lại. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giờ Vàng Thể Thao, và trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói về những tấm huy chương vàng của những người dám mơ mộng tại Thế vận hội lần này. Trước khi Olympic Tokyo khởi tranh, có lẽ chỉ có trong giấc mơ, anh chàng 18 tuổi người Tunisia Ahmed Habnawi, người có thành tích kém nhất trước khi bước vào phần thi chung kết nội dung 400m tự do và phải bơi ở làn ngoài cùng, mới có thể tưởng tượng rằng mình sẽ giành tấm huy chương vàng Thế vận hội. Habnawi thậm chí còn không mang bộ trang phục của đoàn thể thao Tunisia cho vận động viên sẽ lên nhận huy chương. Và thế là anh lên nhận huy chương với đơn giản là một chiếc áo phông mà mình vẫn hay mặc mỗi ngày. Và có lẽ cũng chỉ có trong giấc mơ, với rất nhiều những phép tính công phu, tiến sĩ toán học năm nay đã 31 tuổi, Anna Kiesenhofer mới hoàn thành phương trình mang tên huy chương vàng Thế vận hội cho mình. Chiến thắng của Anna Kiesenhofer thuyết phục tới nỗi, cô về đích trước người thứ hai tới hơn 1 phút và chẳng ai nhận ra điều đó cả. Khi người về thứ hai, Van Vleuten cán đích, cô thậm chí còn ăn mừng như thể mình mới là người nhận được tấm huy chương vàng vậy. Người thất bại trước Anna Kiesenhofer ở nội dung này, Van Vleuten sau đó cũng kịp sửa sai và có cho mình một tấm huy chương vàng ở nội dung tính giờ cá nhân. Đúng là chỉ có tính giờ cá nhân, không cần phải quan sát xem đối thủ khác có chạy trước mình hay không, thì Van Vleuten mới không phải ăn mừng hụt như cô trước đó. Nói về những con số, những kỷ lục, thì không nơi nào xuất hiện nhiều kỷ lục thế giới, kỷ lục Olympic trong những ngày vừa qua như trên đường bơi xanh. Dịch Covid-19 khiến cho nhiều vận động viên không thể tập dưới nước trong một khoảng thời gian kéo dài. Nhiều người thậm chí còn phải khắc phục bằng việc tập trong những chiếc bồn tại nhà như thế này. Và rồi thật bất ngờ, tại Tokyo, những kỷ lục liên tiếp bị xô đổ. Cho tới lúc này, không ít kỷ lục Olympic mới được thiết lập, trong đó đáng chú ý là việc vận động viên Christoph Milak đã phá vỡ kỷ lục ở nội dung 200m bơi bướm do siêu kình ngư Michael Phelps thiết lập
tại Olympic Bắc Kinh năm 2008, hay việc vận động viên mới nổi Arian Timus đánh bại cái tên đình đám Kati Ledecky ở nội dung 200m tự do nữ, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic ở nội dung này. Cũng phá vỡ kỷ lục Olympic còn có những cái tên khác như Kelly McKeon, Stanley Cook, Caleb Dressen, Evgeny Rislov, Ama McKeon hay Yang Yufei. Yang Yufei cũng là vận động viên duy nhất sưu tập được cả hai kỷ lục tại Thế vận hội lần này. Bên cạnh kỷ lục Olympic ở nội dung 200m bơi bướm của nữ, Yang Yufei cùng 3 thành viên của đội tuyển Trung Quốc đã phá vỡ kỷ lục thế giới ở nội dung 4x200m tiếp sức tự do nữ do các vận động viên Mỹ thiết lập ở Olympic London 2012. Ngoài ra, đường đua xanh cũng chứng kiến một kỷ lục thế giới khác được thiết lập ở nội dung 4x100m tiếp sức tự do nữ. Thành tích này thuộc về các cô gái của đội bơi Australia. Và trong ngày hôm nay, kình ngư người Nam Phi Tatiana Swansmaker đã làm dậy sóng đường đua xanh khi vượt qua hai vận động viên của Mỹ để cán đích đầu tiên ở nội dung 200m bơi ếch của nữ, đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới. Chứng kiến các cuộc so tài ở Olympic Tokyo, Megan Phelps, người từng giành 23 huy chương vàng ở các kỳ thế vận hội, đã phải thốt lên rằng: tôi có cảm giác rằng trình độ bơi trên toàn cầu đang tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa các vận động viên được kéo lại gần hơn. Các vận động viên dường như bơi nhanh hơn. Và đối với tôi, thật thú vị khi theo dõi những cô bé, cậu bé ngày nào giành tấm huy chương vàng. Cho tới hết ngày thi đấu hôm nay, trong tổng số 26 nội dung chung kết, các kình ngư đã thiết lập tổng cộng 8 kỷ lục Olympic và 3 kỷ lục thế giới mới. Để có thể bơi nhanh hơn 1% hay 1/1000 giây thôi và chiến thắng đối thủ cũng là thành quả của một quá trình kéo dài hàng năm trời khổ luyện, và nó mang tới sự kịch tính, sự chờ đợi từng giây từng phút cho những cuộc tranh tài. Thế vận hội là đỉnh cao của những màn tranh tài như vậy, và nếu như bóng đá có những phút bù giờ để xoay chuyển cục diện của trận đấu thì nhiều môn thể thao khác cũng có những giây phút lịch sử. Nó như thể là một vận động viên chuẩn bị chạm tay tới tấm huy chương vàng rồi, nhưng cuối cùng đối thủ mới là những người nhận được chúng. Trận chung kết hạng cân 47kg của nữ môn Taekwondo. Khi trận đấu chỉ còn 36 giây, võ sĩ 17 tuổi người Tây Ban Nha Adriana Cerezo có 2 điểm để dẫn trước 19 và tưởng như đã ở rất gần tấm huy chương vàng. Nhưng khi trận đấu chỉ còn 7 giây, Pani Park đã có màn ngược dòng khó tin với cú đá ghi 2 điểm và giành tấm huy chương vàng đầy kịch tính cho đoàn Thái Lan. Còn đây là 13 giây quyết định của trận chung kết hạng 58kg của nam. Vito Denaquila của Italia liên tiếp có điểm và mang về tấm huy chương vàng kịch tính không kém khi đội tuyển Italia vô địch Euro. Cảm giác khi thi đấu xong và hồi hộp chờ kết quả của đối thủ là không dễ chịu một chút nào. Tom Daley và người đồng đội của mình có lẽ đã trải qua 20 giây lâu nhất trong sự nghiệp khi chờ đợi bộ đôi của đội tuyển Trung Quốc thực hiện phần thi cuối cùng của môn nhảy cầu. Để rồi niềm vui vỡ òa khi mà hai vận động viên của Vương quốc Anh là những người có điểm số cao nhất và giành tấm huy chương vàng 10m cầu cứng lịch sử. Cho tới lúc này của Olympic Tokyo, khi mà một nửa chặng đường đã đi qua, hơn 100 bộ huy chương đã được trao, thì tất cả mới thấy rằng những nỗ lực của nước chủ nhà Nhật Bản để mang tới một kỳ thế vận hội mà tất cả thể hiện tinh thần mới của Olympic, cao hơn, nhanh hơn, xa hơn và cùng nhau giá trị như thế nào. Nguồn cảm hứng từ những chiến thắng, từ những tấm huy chương và từ những màn tranh tài đang có phần lan tỏa không khí tích cực tới hàng tỷ người trên thế giới trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid vào lúc này. Huấn luyện viên Jose Mourinho và các trợ lý đang theo dõi gì vậy? Ồ, đó là trận đấu ở môn judo, và đây là niềm vui của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha và các trợ lý khi mà vận động viên đồng hương Jorge Fonseca giành tấm huy chương đồng. Tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Bồ Đào Nha tại Olympic Tokyo lần này. Tại Vương quốc Anh, các cổ động viên không ngại ngần thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để cổ vũ cho những màn tranh tài môn bơi. Đây là khoảnh khắc ăn mừng khi mà Tom Dean mang về tấm huy chương vàng ở nội dung 200m tự do. Những giây phút vỡ òa trong cảm xúc cho các thành viên trong gia đình Tom Dean đang theo dõi anh từ quê nhà. Còn đây là fan mừng không khác gì bàn thắng vàng trong môn bóng đá. Người dân ở Alaska, nước Mỹ đã có dịp ăn mừng khi mà vận động viên năm nay mới 17 tuổi, Lilia Jacoby, giành tấm huy chương vàng đáng nhớ ở nội dung 100m bơi ếch. Tại Honolulu, Hawaii, tiếng hò reo và cả những giọt nước mắt hạnh phúc đã hòa vào nhau trong khoảnh khắc mà gia đình vận động viên Carrie Samore
theo dõi cô giành tấm huy chương vàng Olympic cho đoàn thể thao Mỹ ở môn lướt sóng. Còn với kiếm thủ Trương Kha Long của đoàn thể thao Hồng Kông Trung Quốc, sự cổ vũ dành cho anh còn ấn tượng hơn rất nhiều khi người hâm mộ đã cùng nhau theo dõi và cổ vũ qua màn hình lớn ở các trung tâm thương mại, để rồi sau đó cùng nhau ăn mừng tấm huy chương vàng đầu tiên tại Olympic. Đó là những cảm xúc từ một kỳ Thế vận hội chưa từng có trong lịch sử. Vẫn còn hơn một tuần nữa cho những cuộc tranh tài và cho những giấc mơ tiếp theo trở thành hiện thực của các vận động viên. Chương trình Giờ Vàng Thể thao tuần này xin được khép lại với những hình ảnh đầy thú vị tại Tokyo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và hẹn gặp lại vào tối thứ 6 tuần sau với những câu chuyện tiếp theo về Olympic. Để phòng dịch hiệu quả thì không chỉ đeo khẩu trang khi ra ngoài đâu, thi đấu cũng đeo khẩu trang luôn nhé. Anh chàng Lucas Takam của đội tuyển bóng chuyền Brazil xứng đáng là vận động viên cẩn thận nhất tại Olympic lần này. Có Evgeny Rylov của Ủy ban Olympic Nga là người có chiếc khẩu trang ngầu nhất tại Tokyo lần này. Rylov luôn xuất hiện đầy lạnh lùng và thi đấu đầy ấn tượng với hai tấm huy chương vàng. Olympic lần này liệu có những siêu sao bóng đá hay không? Có đấy thưa quý vị. Bạn có thấy Bruno Fernandes thi đấu taekwondo không? Thực ra đó là vận động viên Khalil Serobi của Tunisia. Nhưng anh chàng này lại cho rằng mình giống Mesut Ozil hơn và chẳng biết Bruno Fernandes là ai. Còn đây, xin giới thiệu Cristiano Ronaldo, phiên bản đấu kiếm của Ai Cập. Đây là anh chàng Mohamed Alaes, người đã ăn mừng chiến thắng, chẳng khác gì khi Cristiano Ronaldo ghi bàn cả. Máy lọc nước AO Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất.